chào cả nhà. Hôm nay trở lại kênh Thiên Ngô miền Tây ha. Xin mời cả nhà đi theo chân mình. Hôm nay mình review cái vườn sơ ri nha cả nhà. Vườn sơ ri đó. 6-7 công đất luôn cả nhà. 6-7 công vườn sơ ri luôn. Đó mấy bờ luôn. Mình nãy giờ mình đi có 3 bờ thôi á. Có 3 bờ thôi mà giờ cũng xế chiều rồi. Đây, quay cho cả nhà thêm nè. Trái nó còn xanh. Mà ăn mấy trái là nó muốn không? Nó no no mà nó ấy cái gì cả nhà. Bụng mình á. Nào cả nhà. 6-7 công. 6-7 công vườn sơ ri luôn cả nhà. Nó đó bên đó nó có cái trái chín kìa. Bên đó có cái trái chín. Đó, có trái chín. Ồ, ngon ha cả nhà. Rồi. Đây mình review nha cả nhà đó. Mấy bờ luôn. 6-7 công mà. Đó. Nó vườn sơ ri luôn cả nhà. Trời cũng xế chiều rồi. 6-7 công người ta làm cũng sạch cỏ, sạch sẽ. Đang vô cái mùa sơ ri nè, chuẩn bị có trái xanh nè, chừng từng lấy sao là cây đỏ luôn nha cả nhà, cây đỏ mình ăn gì là nó giòn giòn, Rồi, cả nhà có thấy video này có hay cho mình một like và một chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha cả nhà, để ủng hộ cho mình là mình ra clip tiếp theo nữa nha cả nhà. Có yêu thương mình hãy ủng hộ và chia sẻ nha cả nhà. Mình đi vô đây. Mình đi vô đây cả nhà. Rồi, chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ nha. Một ngày mới là an lành, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Chúc cây gan ra nhiều sức khỏe nha. Ăn giòn giòn. Không có trái chín thì mình ăn trái xanh. Không có trái chín thì mình ăn trái xanh. Nhiều lắm cả nhà. Đúng cả nhà xem. Lá này mình ăn được rồi nè cả nhà. Ăn giòn giòn. Là ở dưới đó ung bò cả nhà, ung cho bò cho đừng có mũi nè, ung cho bò, ung mũi bò. Vô nha cả nhà. Cả nhà có thích yêu thương mình và chia sẻ và cho mình một like đăng ký nha cả nhà. Xin chào tạm biệt. Đây mình hái đây nè, nó tái này hùm hùm nữa nè. Hùm hùm. Đây mình hái cái nấm rồi nè cả nhà. Tới nào tới nấy chảng chảng gì nè.
Cái nào nấm trắng trắng vậy đó. Đợt mùa này là bớt trái, 5 giờ nó chuẩn bị mới ra trái. Mình không có đem gì đựng á. Hái thế nào ăn cái nấy. Ở như này có cá nè cả nhà. Mương bèo nó có trái, có cá nè. Nó quay ở nhà xem à. Đây mình hái được nấm rồi nha. Mình hái được nấm rồi. Mấy trái xanh xanh á mà mình lựa trái nó như già già ăn nó giòn giòn. Đây nè, đây có con trái u cho cả nhà xem. Review đường Siri nha. À, giờ mình đi vô đây. Xin chào cả nhà nha. Yêu thương cho mình một like và một chia sẻ và một bình luận nha cả nhà. Cho mình một cái DK nha. Ai chưa DK cho mình một DK nha cả nhà. Ai có yêu thương thích cho mình, ủng hộ cho mình rất là cảm ơn ạ. Cảm ơn rất nhiều. Nó quay cho cả nhà xem nữa nè. Rồi xin tạm biệt. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Bye bye.